Phật giáo Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày gặp gỡ tất cả ở tại Non Tần, Non Tiên, chứ cũng không có mấy cái ngày nào tốt, xấu, ngày nào cũng tốt, mà ngày nào cũng xấu, ngày nào cũng rạng ánh sao mây trời đang tia sáng. Đâu có cái ngày nào mà phải âm mưu đâu, nói như vậy đó. Tại mình nhìn, tại mình âm mưu, thấy âm mưu. Còn mà không thôi thì gặp quý vị để có một cái đề tài cuối cùng là đêm nay. Mấy đêm rồi mà bần sĩ cứ nói là đêm nay không vậy, chỉ có một đêm thôi. Nhưng mà đó là còn tha thứ, còn hẹn đó, chỉ có một chút xíu ra rồi. Thì cái quê hương của mình đã bỏ, cái cảnh giới của mình đã không đến được là do quý vị. Không có do ai hết. Hạt giống Bồ Đề, hạt giống Bạch Tuyệt của Đức Phật đã có nhiều đời đời kiếp kiếp, mà rơi xuống cái vũng bùn này rồi thì chính mình thương mình không? Mình quý mình không? Nói dạ tôi thầy ơi, con muốn lên gặp thầy quá mà con bận quá, đừng bận nữa. Cái áo phàm này mình lột bỏ đi nha. Dạ, cái ngày kia con đi vô chùa con mặc cái áo tràng, không có áo nào áo tràng mà không có áo nào áo nia. Hay là áo nào áo sậy, không có, chỉ cái áo thôi. Nhưng mình đứng trước bằng Phật mình phải có cái lễ là mình mặc áo lại kính đáo vậy thôi, chứ không có đua đòi theo mà để mình phải mua sắm cái vật đồ đó để mình tu. Đó là bảo chứng, là thân yêu, là bạn của mình thôi. Xin kính thưa quý vị, anh em của mình rộng mở. Những một chuyện hôm nay á, thì bần sĩ là ai? Là con người vô sư, vô sắc, vô, không có thầy, không có ai để mà hướng đạo, để hướng dẫn một vị này. Mà vị này đã len lỏi từ chỗ nào mà có, vậy là một hành tinh của tất cả các ngài sắp đặt nhiều đời kiếp không thể diễn tỏ. Và nói cho quý vị gì, hiện tại quý vị thấy nón lá nè, áo nè, quần nè, đâu có cái gì thay đổi đâu. Như vậy, đây là cái tình nghĩa cao cả mà bần sĩ đã đổi quý vị lên đầu. Lại xin gian cầu cho tất cả anh em mình để về nơi nguồn cội của mình đi. Đi về đi quý vị. Nói giờ thưa thầy ơi, con ở Long Xuyên á, chút xíu con đi về cho kịp đi, để tối rồi con làm công việc gì đó không được. Sao con không về nơi nguồn cội ở trên trời, trên xứ Phật, mà phải về nơi Long Xuyên này? Thực tế là mình chưa có quán triệt, xét cho nó đúng. Nếu mình có cái bóng đèn trí tuệ, cũng như bây giờ ánh mặt trời đi, quá sáng, nhưng một chút xíu nó có cái luồng mây đen, thì tất cả quý vị thấy luồng mây đen đó nó nhỏ, ánh mặt trời nó bao la, mà luồng mây này sẽ án mất, án khuất. Vì nó có trách nhiệm, nó phải án. Ánh mặt trời là tất cả quý vị đã có trái tim bất di bất diệt là một, trí tuệ là hai, thì sẽ có sẵn rồi đó. Nhưng mình để én là mình mờ. Mình đưa luồng mây nó vô chứ mây nó đâu có đưa vô. Mình quên đi. Sống cọc mộc, tham lam, phiền não, muốn sa tải hết, muốn gồm thâu lục quốc lệ cho mình, chính mình được cái gì này kia đừng. Cái ý muốn đó là phải bỏ, phải xa lìa. Vì chúng ta đã cởi mở được và cũng đã khám phá được cái cảnh vật mới, xứ mới, hành tinh mới, võ trụ mới rồi. Tại sao bần sĩ dám nói phải gì vô sự vô sắc từ trên bay? Trên trời đã sắp đặt một vị này để xuống đây phá mê hồn trận, có nghĩa là không được quyền mê muội nữa. Mà chúng ta phải tỉnh lại để chúng ta hồi hương nha. Ở đây không phải thường đâu, người tu hết đó. Và thầy biểu đừng nói tu sửa, tu tịnh, tu ngoan, tu biết, chứ đâu phải mình xuất gia đạo Phật mình đi về chùa đâu. Không phải chùa để đó để giúp mình khi hối hận sám hối, nhưng mà có kịp không? Không kịp thì chính mình có một cái ngôi chùa vĩ đại. Xin cái thưa bà con anh em của mình phải về cố gắng tu bổ lại, sùng tu lại cái chùa của mình để rồi mình lại cho nó kịp mau, hoặc là mình đến đó để mình làm cái gì chính mình đó nó mau, chứ còn đi chùa này lâu lắm không kịp đâu.
thì tất cả anh em của mình đây đó, ai cũng biết hết rồi, ai cũng khôn ngoan, ai cũng biết tu hết rồi. Mà người thì phước đức rất dày, duyên rất là đặc, không có mộng nha. Thì quý vị phải cố gắng, đây là binh chủng của chiến trường, phải phấn đấu một lần cuối cùng này, không yếu xìu nữa. Nữ phải hóa nam, nam không hóa nữ, đừng lề mề nữa. Chính ở phàm đời không ai thương, ai cũng chê vào cái điểm nào, dèm nào, thì các bậc trên còn ê chê mình nữa kìa. Thấy không? Đừng cầu thánh thần tiên Phật nữa. Mà mình cầu làm sao mình phải đạt được chính quả, chính mình, quả báo, báo ứng, quả tốt, quả xấu, mình gieo mà. Bây giờ mình không hưởng là mình giàu cho ai đây? Anh em của mình thông cảm, chị em của mình thông cảm, chú, cô, bà thông cảm. Nói bữa nay đi, tôi lên đây, tôi dì đạo, không có dì đạo, dì mình đó. Dì mình, mình đến đây để mình vô garage sửa chút xíu chiếc xe của mình đó. Vì xe mình hư, mình sửa hoàn chỉnh rồi, như còn kẹt chút xíu, mình lại garage liền cấp kỳ, thì chính mình đó. Còn đạo, đạo là ai? Mình nhận đạo người, đạo con, cha, mẹ, vợ, chồng, anh em, chung thủy, thủy chung, như sao? Không có đâu thừa. Mình đi chùa cũng đi cho mình đó, chùa đâu có lôi mình đi lợi. Mà các đại đức thiền sư cũng không bắt buộc mình phải lợi đó nữa, vì ngôi tam bảo tự mình. Hôm nay quý vị biết được đó, đình công bãi thị là cái việc làm của mình đó, để mình dính nhúc cái thời gian, để mình lụm lặt một cái gì sâu đậm sâu sắc nhất của ở chính mình mà mình đã bỏ rơi mất rồi. Mình biết một cái châu thân này nè, năm châu bốn bể nè, khắp bốn biển năm châu, thì chính mình cũng nằm ở trong năm châu, mà chính mình cũng đóng vai trò trong đó đó quý vị. Nhưng mà mình làm cho cái trược ngũ trược ác trược phiền não trược chúng sanh trược mạng trược. Cho nên cái gì nó cũng phải có, không hững hờ, không có tình cờ được. Mình sẽ đảm nhận chính mình đã gieo ra, chính mình đã rải, chính mình bây giờ không được, do nên mình phải sửa liền. Thì tất cả các vị còn bần sĩ, kêu thầy tạm với quý vị thôi, chứ không phải về thầy của chúng ta. Đó, nơi cõi nào họ đã về rồi, mà họ còn tức tưởi thấy trần gian này còn lăn lộn, còn không thể hoàn mãn được như thế nào, thì ta mới trở xuống. Mà trước khi trở xuống phải họp lại để xin Thượng Đế hạ phàm, để khuyến độ chúng sanh ba tánh trong một cái thời kỳ mà mình cũng cái duyên mình kém và cái số của mình đó. Chứ mình sinh ra cái đời trước rồi thì mình tu rất dễ rồi. Thế vậy, còn cái thời kỳ mạt nắng hạn hè khô khan mà đem giống rải thì làm sao giống lên được điều. 10 người tu chỉ còn có một, không còn nữa đó. Thế vậy đó. Dạ tới đây rồi chết hết, sao không có đâu. Sau này mình đã biết được mình chuyển kiếp qua nè nha, mình làm tội ớt nhái rắn rùa ha, tất cả các gì đó mình đã biết cái tần số của mình đó chứ. Thôi hôm nay quý vị về ở đây đó để thăm quê hương nguồn cội, ở tại rừng buồn, ở tại núi non, rất là vĩ đại. Quý vị vắng ở đây đi, thời gian để đi về hấp thụ lại cái tinh hoa của mình đó. Rồi bước chân lên đây thấy sự thay đổi cái chỗ này để làm gì vậy? Để đào cái cảnh nha. Thầy biểu không xa cái cảnh mà, cảnh trần gian, cảnh này là cảnh tiền, cảnh mới có vật. Mà vật này không phải cái hiện vật của phàm phu mà đem ở chân ở đây được, mà vật này là của báo. Của báo ở đâu? Của quý vị đó, báo quý đó. Nếu mà tạo cái cảnh vật này được rồi đó, thì tất cả khác anh em của mình đã trở lại thành tiên thành Phật, vì cái sức hút ở đây và ánh sáng chỗ này. Tại sao chỗ nào không có được vậy? Tại vì ta không bỏ công dọn dẹp, chứ trùm hết tất cả cái núi trời thiên nhiên này đó, thì quý vị chỗ nào cũng đẹp hết. Tại ta không có bỏ công sức ta dọn dẹp, ta phỉ ố đá rừng sỏi cát. Nhưng mà 1.000.000 năm mình cũng dám quyết định, họ đang sừng sừng, họ đang tịnh luyện, họ đang hấp thụ những điển thiên điển trời bao la thế giới đó quý vị. Biết bao nhiêu tại phép, biết bao nhiêu sự đau khổ của cái núi, cái rừng, cái đá này,
ai lợi muốn gõ là gõ, ai lợi muốn dựa là dựa, khai thác muốn làm gì làm thế chứ. À, nhưng mà mình lên đây đá có mừng không? Dạ có, vì cái mừng đó đó mình nói với đá, đá nói với mình chứ không ai nói hết á. Thì mình cho đó một vật vô tri nhưng mà nó còn bền hơn là mình nó quý đạo. Thì bây giờ cái đầu bài không có nghĩa ra. Thì hôm thì thầy cũng mệt quá, bệnh quá chừng nhiều, nói chuyện không có được chứ quý vị. Nhưng bây giờ thầy đứng đây nè, trong mây, vừa đầu cái nón, vừa mặc bộ đồ, vừa triết vinh ra đào dâu. Đêm nay chỉ có một đêm thôi nghe đạo. Đêm nay thầy ở ngon đời, nguyện cùng trời Phật độ rài ba gia. Ta đâu tiếc hỏi chớ thần ta, nguyện cùng trời đất mà thứ tha cho phạm mà rồi. Đêm nay khó đứng chứ không mà ngồi, biết đời như vậy rồi thôi lắc đầu. Về đi đạo đôi câu bằng nói, về đi trò nghe tiếng gọi bao la. Từ đây nặng ách chưa qua lưới trời, mà lồng lộng chưa vậy mà lọt đôi. Tỉnh quan xét canh thâu mới biết, chính loài người tiêu diệt cấp kỳ, còn đâu mà sánh mà đi. Nón tầng đêm hỏi nghĩ si chưa thấy buồn. Đầy trên đất quay cuồng đạo lộn, thì loài người bề bốn ra sao? Ai người thấp rồi ai lại người cao, ai kẻ mặt rồi ai kẻ thì sang vào tranh đua. Đừng suy nghĩ hơn thua nghe đạo, ráng mà tâm việc bảo tránh giông. Nay mai bơ bơ đạo đồng, một đêm mà không ngủ chứ lưng trồng lễ rơi, chốn sơn đằng thầy nào có sợ. Xa miền này di tỏ ăn mày, đó là Phật đến trời sai ta đi xuống tới đất rai bôi thuyền, đặng khi chúng làm hiền trở lại khỏi quỳ sinh lại bái nghe còn. Thân mình tại hẳn không lo bao châu trân ngọc một đò một thiên, mình đừng nghĩ tư riêng không được. Đã làm người sáu sửa làm chi, nam mô đức Phật từ bi hộ cho ba tánh được duy trở về. Xưa kẻ sợ người tề vắng bóng, nay hiệp về nghinh chống tiếp mời. Chỉ còn phút chút cho giới mình nên họp mặt chứ đừng lời nói ra. Về tính nghị tư gia đâu được, hỏi lại mình có được gì đâu, mà thêm cái khổ rồi gây lại cái sầu. Nghe đi bừng xì rồi hầu rất vui, nhìn thử coi tối thui không thấy, trước mắt kè mi dây không tường, thật là bần đạo mến thương. Liên đài mà không ngủ chưa tận tường rỉ rơi, chọt non tiên là nền gió mát, xuống trần gian tan nát trong mời. Khi buồn hỏi lại trần ai, ta dưng lệnh Phật rồi Như Lai lâm thầm.
ráng đi đạo Cồ Đàm chứng kiến, ráng đi cho sức hẹn cho thân. Được, nghĩ nay giật mai dành hay là ta phải tăng thành con. Chỉ một đêm gây phiền ác thầm, ai mà lo thông cảm cho mình. Một đêm ra chốn sân trình, một đêm ngộ đạo chính mình thành tiên. Về tỉnh dậy phải siêng đặng đến, mình thấy đường bờ bên mới nuôi. Tây phương đạo lý nếm mùi, ở nơi trần hạ có vui không trò. Vui một chút rò rò hét, sung sướng giờ bị kẹt khó sâu. Dù cho năm bái nhà lầu hay là tiền của ngút đầu còn không. Tâm thanh tịnh là lòng trời đất, yên tu đi tin chắc rõ ràng. Thích Ca Phật tổ trang hoàng, vì thương ba tánh hai hàng lệ rơi. Lìa cung nổi dậy thời tu niệm, xa cung đoài kính lệm bên trong. Ngày biết được hỡi lũ dòng vào rừng thanh tịnh, thoát trong khốn nàng. Giờ chúng con hai hàng đồng đầu, phải tin di giả mạo tiêu qua yêu. Ấy thân không sớm thì chiều, giả tu như vậy như rìu trôi qua. Mình tu niệm Di Đà chứng kiến, mình mở miệng ra Phật hiện toàn thân. Con ơi lứa của hồng trần, bao giờ mình thoát được gần được mới. Phải tỉnh dậy thấy đài gần hiện, thầy hôm nay bịa chuyện ở đâu. Thấy chưa trần hạ tin sầu, một đêm không hụ rồi ngầu ngẩn. Thuyền thầy đợi thầy chờ mấy chiếc, dân chúng ơi có dịp mau lên. Đừng có thả nổi bắp ba bên diều tha, mà xấu cắn tạ tôi sát trần. Vợ thanh tịnh rừng thần thầy vàng, tỉnh đi trò biệt giảng biệt tâm. Đừng hộ tôi phải sai lầm, tội do mình tạo được tâm do mình làm. Đừng bình luận nhảm tham mất mát, đừng lấy ngài Bồ Tát làm chi. Phút giây ta đã biệt ly Phật trời, đã giải ta thì ráng chăm. Đường nước mất không làm sai nữa, tịnh tâm đi gội rửa lòng mình. Đắng về thấy kiến nguyệt tinh rồi, coi thấy Phật rồi tinh thấy trời. Ráng về sửa con ơi cho đẹp, bỏ mau đi rồi dẹp với lòng phàm. Trần gian khổ sở mình cam nhiều đời, nhiều kiếp cứ làm hoài sao. Giờ thanh tịnh động đào mẹ đời, chốn núi non dịu giới từ hàng. Kính cầu Phật Pháp rảnh ràng, để con thoát khỏi cái màn du minh. Ráng đi đạo nhiệt tình đi đạo, kiểm lại mình lục lão mau đi. Đừng táo ác thảm gian nguy, mình nên gội tắm mau đi sạch ngần. Thì nó sạch lần lần trôi hết, đừng có mang tới chết bận nhớ. Chết rồi hồn quá đem giờ sắc thân trò bụi, chứ hiện giờ tường mà chẳng. Đâu có gì khó khăn mà sợ, nhìn thân ta dí tở bể bùng.
Bây giờ cứ mãi lung tung làm cho trí óc quẩn cùng thành điên suy nghĩ mãi của tiền vất vả. Nợ quan tiền không trả làm sao? Kính xin anh chị hiểu nào, một vợ mà thầy nhắc công lao rất đầy mùa mặt hả giờ này đã giúp. Không trao dồi nồng nực nữa chi cúi đầu lại Phật từ bi. Một đêm không ngủ vậy thì không an. Một đêm rồi tình tan đâu được. Rồi thấy người sáo sượt quá đông làm sao thưởng được, hưởng được đức công chắc rằng trời trị bão dông trôi dùa từ đây sẽ thay mùa đổi tiết. Tại mình ngơ mắt điếc làm chi mở ra quyền khiếu lẻ đi đặng ta tu tịnh về thì như ở lời. Đừng có nói tỉnh say nghe đào, tự nơi mình không vào trong mây. Tụ đi rồi tớ gặp thầy, mình về quê cô đủ đầy trăm hoa. Nơi cánh tiếng là nhà quý báu. Chỗ bụng nhớ mình dạo mấy đời, tại sao không chịu xa khơi? Tại sao mà dịnh chứ vậy giờ thời bận nhớ? Mong quý vị hiện giờ thua thập, về tỉnh đi sau gặp thánh hiền. Ở đây là chốn non tiên, nhìn coi phấn khởi chứ nói ở miền núi ở non. Thầy xin chúc bà con quý đạo, rừng núi ơi ta vào trong ở mây, hộ cho tớ đợi chưa gặp thầy, giúp cho đồng đạo chứ vỡ ngày sửa nghi, sửa cho đúng khỏi quỳ khỏi lại. Kiếm bên trong ô ấy mình còn thì là tấm gọi nghe con sạch ngần, mình mới được còn thượng quân. Cứ đua chen giận hờn giận vui trượt quá nhiều trong buổi này đây. Trên trời trái đất đang xây, trời đang lập dị, giờ này đổi thay. Mình không đổi ngày mai mình mất. Tơ rốt rồi ngư tập ngựa nguyền, nhưng ai hệ thống thần tiên thì ngài đem đến cho nó miền không sao. Trời Phật nói có nào nói dối, tại không tu tìm lối thoát ra. Nam mô Lục Tử Di Đà. Một đêm thầy thức dậy chớ hại hà nơi lo tiên. Không có ở Đại Liên núi Câm, lâm sương miền gội tắm nước tà. Con ơi Phật chẳng có xa, về đi đừng có bãi ba tội trời. Tôi qua kiếp nhiều đời không biết, nay nỡ đòi chi xiết đừng than. Ráng tu trở lại cội màng, thầy đem con đến về làng thượng ở quân. Lửa từng phần đừng hờn giận nữa, soi rọi tâm ai rửa sạch ngần thì là sẽ đến tân dân gặp ngài Di Lạc cân phân lập đời. Giờ khổ lắm con ơi, rất khổ. Qua trời kia sắp trổ nay, mai qua trời mình đó không sai. Đón qua mình ở trong ngày thôn thôn. Xin kính thưa tất cả chú quý vị, ai cũng chờ long qua đại hội mà chính mình là một đốm hoa đó quý vị. Mình không nghe nha, sau này đá cũng nở nữa quý vị, đá nở ra qua trời đó, thấy chưa, nở hết. Còn quý vị sẽ được mất mày lo tu hành tốt đẹp. Thơm ở đây qua Úc Châu, thơm đây qua Mỹ, thơm đây qua bên Thái Lan, qua bên Ấn Độ. Cái qua thơm của con người nó bay thơm vậy đó.
chứ không phải tầm thường. Nhưng mà qua hết tai nạn, qua hết khổ sở, qua hết cái sự lao luân trả quả nghiệp của chính mình rồi, hồi hướng tu lại để coi lập đời an lạc quốc, thì để coi nước Việt Nam mình sẽ ra sao. Ngay bây giờ thì chúng ta có người thương, người ghét, người thì thù, người thì chưa có xóa được cái đó đó. Cho nên Đức Phật nói bây giờ tu để thành người, chứ chưa có thành cái gì đâu. Để tập sự trở lại, thương yêu, đừng ghét bận với nhau, không được tốt. Đó như thế. Thì ngày hôm nay đó, chia ra tất cả nhiều phái, nhiều chỗ, nhiều nơi, nhưng chỉ có một thôi. Quý vị biết hiểu về ép mình vào xó tối để lo tu. Dù ở trong ngục tù, ở trong hang hùm, ở đâu cũng có cái ánh sáng từ quang ở trong lòng của mình để xuất hiện. Vì mình không quan tâm đến tất cả những cái trượt bẩn trần gian này chi nhiều hết á. Dạ, con lo cho chồng, cho con phải thủy chung chứ. Rồi, giờ con lo hiếu đạo cha mẹ, đất nước, tổ quốc, sinh hà của mình nữa chứ. Đâu có phải thân trơ mình rồi. Còn người tu mà không có gọt, không bào như cái trái bầu đó, để vậy luộc, ăn nấu, ăn có đắng không? Mình phải gọt, cắt đầu, cắt đuôi, rồi mình sẽ ba, sẽ bảy là người tu đó quý vị. Rồi đem nấu, chất, diễn biến, mọi người có cái ý thức khác nhau, ngon và dở thôi. Chứ trái bầu rồi chính là mình phải bị gọt bào, để rồi mình sạch sẽ mới gọi là người tu, chứ không có đâu. Còn tất cả quý vị giờ tu rồi đó, tu nghiệp, cái nghiệp quá nặng, không phải tu cái nghiệp phải cho dứt. Dạ, mà tu không, không biết cái nghiệp là gì hết, không gây nữa. Nợ cũ đó, mình mượn đó, bây giờ nợ mới đừng dai. Không thể chúng ta xò tay, không thể chúng ta hứa lần này mà để nhận cái mới nữa, không nhận nữa. Vì biết chừng nào mình trả được. Dịp mai, ngày hôm nay, 70.000 năm nữa, 70.000 năm nữa mới có tái trở lại một ngày gần đây như thế. Đó, thì quý vị nghĩ coi, sâu xa. Nhưng mà nói 70.000 năm có 7 ngày à, hay là có 7 tháng của ngôi trời thôi. Mà mình thấy quá xa như vậy đó. Ngay bây giờ mình còn thân, là chỉ có một đêm thôi nha. Thì mình ngộ đạo liền cập kỳ, chỉ có một đêm mình đánh rơi hết tất cả cái phàm phu này đi. Dũng mãnh lên đi. Con sợ nghèo, sợ hoài ha. Rồi nó có nghèo không? Nó như vậy thì mình phải làm bằng cách nào? Không nghèo, không giàu, có gom vô chút xíu rồi no dạ rồi thôi. Vậy đâu có đô đâu gì đâu. Tại vì mình không có nắm được cái chủ trương của mình, mình không có nắm được cái gì của mình. À, thành ra hôm nay cái tâm linh của mình là chủ thể của càn khôn đó quý vị. Càn khôn bên trong mà mình không có gần gũi, không có nắm được. Cái tâm của mình nó tâm Phật, mà mình để cái tâm phàm nó lấn vậy nè, nó lấn lấn. Cứ nghe người này, nghe người kia, hả? Nghe chi vậy? Sao mình không nghe mình? Không nghe mình. Mình nghe cái lỗ tai. Còn bây giờ mình nghe trong tâm linh của mình nói gì cho mình về. Họ nói mình phải chuẩn bị để nghe lời Phật dạy. Chuẩn bị đi tất cả đạo đồng, đạo phái, bụ sơn. Mình nghe mình đi, đừng có thua hơn, đừng nghe tiếng quyển, tiếng đờn phàm tục. Đây sắp tới anh em của mình nè nha, cốt nhục. Nhưng họ không biết được rồi, họ sẽ ngã gục ở bên đường. Cũng như Đức Phật Thích Ca đâu có dấn dương. Sa đài cát cung phi mì phàm, bỏ vợ con không bồng không ầm, để vào rừng ngồi tĩnh tâm tu. Ngày nay ôi hỡi buông thu, mình để ở tù mất kiếp, từ đây còn sống sót cho một ngày ráng tình. Tâm của mình nè, ráng định nghe trò, đừng có làm nó mất tự do, đừng ảnh hưởng rồi lo giàu nghèo chi nữa. Kiểm lại đi, nó dơ thì rửa. Mình có một cái hồ mà, nhớ không? Mình chứa nước mà. Đừng nên chứa quỷ, chứa ma, chứa đồ rôm mi ra hà xa đầy nhầy. Mình muốn gặp Phật, mình muốn gặp Thầy. Thầy không xa mình lắm nè, đủ đầy cơ duyên. Tại mình suy nghĩ lưỡng biên, còn Thầy mình giả điếc, giả điên, giả mù. Để xuống thế mà, hay không có một mình nè, để lo tu, để khuyên đời, khuyên đạo, ráng mà công phu đúng giờ.
tình thương vô bến vô bờ thì còn đợi trẻ bên bờ sông Giang. Tình đi con, bớ đạo tràng có mặt. Ngồi ở đây đừng nghĩ cái dục dập nghe chưa, phóng quang thì biết, thì chưa nói cho đồng đạo sớm mi trưa kinh thành. Thì sắp xa đồng đạo rồi đó, đâu có dục, đâu có dành, đâu có chùa ám ngủ gì, cam đành trắng tay. Ở đâu cũng có rồng bay, núi tiền phụng mua rứt rãi cần kề. Ráng chút nữa đi, rồi thầy trò về gặp Phật. Nhưng tâm mình phải rộng bao la chứ bẩn chật nghe con. Thế gian đâu có gì còn, nghe thầy chút nữa rồi hao mòn không sao. Nè, lớp bệnh nè, lớp đau à, sống bủa lăn nhào nghèo khổ thô sơ. Tranh nhau cái đẹp để thờ, quên thờ quốc vị thờ ngọn cờ Nam Bang. Mình quên thờ Chúa, thờ Phật rõ ràng, quên thờ tâm linh tính Phật của mình là vàng. Là muôn con ơi đất thảm trời buồn, bây giờ thì còn giảng trong gió luồn trưa nay. Rừng núi ơi, ngài đã về tọa nghị ở liên đài để ngài chỉ cho bá gia. Rừng núi ơi, có nghe tiếng của ta, ta xa mi đó có ngài quy hòa về hiệp lại. Tại ba tánh còn mê dụng dại, chứ không phải tại nuôi rừng hay rồi hái tai ăn. Bây giờ quỷ lộng thần sai, nó còn đề nhị, nó kề dai nghe người. Nó không làm được, nhưng nó muốn ăn tư, nó sống từ từ. Cũng như yêu quái, nó muốn cướp thân của tâm tạng đó, để nó nhai như ngươi nghe trò. Bây giờ tu tình mình lo, một là nhất một để lên đò về quê. Rừng núi ơi ở tận Sơn Khê, thì về một chút tư bề buồn hiu một đêm, tỉnh dậy chứ đò chiều. Núi đồi ta gửi lại Hoành Hiếu chứ Lâm Trần. Tên của ta đạo bằng Sĩ Thảo, tên của thầy Đặng Dạo Đông Tây. Lại sinh tớ lại chưa gặp thầy Thuyền Môn Tác Giả, đều đủ đầy đức ân. Thầy quỳ lại trăm phần hiếu thảo, chốn liên đài ta dạo cho nhiều đời mà chưa được sự yên nơi Phật. Thầy chỉ giáo cấp thời phải lắm, xuống kỳ chót phải câm, phải điếc giả như ta không biết việc gì trong này giáo đạo quận thi. Giấu đi bi pháp vậy thì quỷ ma, sao còn được gì đà Phật tổ. Phóng hào quang giác ngộ chưa từ phần, về đi xây cất âm dân, một mình để tựa cần phân mới thành. Đừng có nghĩ có tranh chi hết, chiều sống còn đêm chết nào hay. Phương Đông rồi lại phương Tây, có Đức Phật thầy giáo đạo Nam Phương. Tỉnh đi con nhé, trên đường thầy đang giáo dục trăm phương nghìn trùng, để làm dân hiệp phi cùng quốc vị, mở phong thần mình bị lũ đài. Đây kêu tất cả tài trái, bây giờ đang thiển mộ ngày mai ráng cày. Tụ như một lời thề trời đất, thà con đi một mất một còn, một thời giữ tấm lòng son, giúp đi tất cả bà con của mình. Các vị ấy sân trình mới được, đừng ý tài giải phước tùm lum. Con ơi đang soi miệng hùng, làm sao biết được ngày cùng hỏi con.
nhìn năm nôi bãi non rất tiếc, nhìn chúng sanh quanh liệt phạm phu, bao giờ ngồi tịnh đặng tu. Đặng trên mà chiếu diệu, đặng hiềm thù lánh sân. Họp rồi tan ông bà phải biết, trời sanh ra trời diệt cấp kỳ. Này mai phải chịu chia ly thì đừng có nói có tri cho uổng đời. Nếu thương bằng cấp thời quay lại, khỏi quỳ xin lại bái tùm lum. Về nhà đừng có kiếp khung ráng đi rồi hại phục tùng chúng sanh. Tại tâm mình nay dành mai giật, tại lòng mình táo cực chớ ai. Bây giờ không có đám dài ta để ta sống ngày mai coi đời. Lòng quan ấy khắp nơi thầy nói, không phải là thầy bói kiếm xu, đứng đây phiên đạo ráng tu. Ba đêm ta ở đừng hiềm thù, ta vui xóa bỏ hết đứt ngôi sầu muộn, để dẹp đi miếng ruộng phước điền. Tất cả quý đạo có diện về nơi cung điển, như để truyền năm non. Thầy đã nói sao còn tồn tại, mở biết ai điên dại hay khùng. Chừng nghe sấm nổ đùng đùng thì là mới biết anh hùng không tên. Giờ ma quỷ rỉ rên sưng ba, cũng như mồi câu cá chớ chăng. Người tu phải ráng thường hằng, nhìn đi trời đất sao băng kia kìa. Tạm đi trò chia lìa tức khắc, không có quyền ai bắt được mình. Vì mình có hỏi đức tin, rồi mình lại có thánh linh đứng đầu. Về đi đảo trời thâu lý lại, dù đảo nào tông phái một thôi. Đừng nên cửa miệng bác bôi, sống đi rồi biết rồi coi sau này. Ai là tướng, ai thầy, ai Phật, ai siêu phàm thành bậc thánh nhân. Còn ai bãi núi về gần, nuôi vàng hực hở từ tầng sáng qua. Làm các nước châu xa lệ chạy, mình ở đây phải biết đeo hôn một đêm tỉnh xác. Chưa tỉnh hồn trở về, với Phật có biển còn không sao. Chịu cực khổ chùi lao mới sang, đừng đem danh mà bán nghe chưa. Bão to mưa lớn chưa ngừa, con ơi tỉnh dậy đò đưa chiến chiều. Làm ác thảm như rìu như rác, nó trôi đi một lát không còn. Còn người tu tình nghe con, sau này hồi phục biển non hực trời. Chận tuổi già cấp thời quá trẻ, ngày thường quân ắt sẽ như như. Tại mình không chịu đầu tư, tại mình bỏ đạo nên hoài hư kêu trời. Mình lộng hành mình thời không biết, tại còn nghe mắt điếc ở đâu. Nghe trong tâm tánh rồi hầu, bây giờ như khương thượng ngồi câu không mồi. Thầy chỉ rõ làm tôi cho Phật, xin cầu nguyện các bậc thánh tiên. Bây giờ còn ở nơi miền, học đi chút nữa về tiên vui vậy. Xin kính thưa quý vị, mình cũng tiên đó quý vị, cũng Phật luôn đó. Rồi mình nặng nhẹ nhau, bây giờ không có nữa nha không. Tất cả các vị hôm nay đem tặng cho bần sĩ một món quà đặc biệt.
được bước chân lên non đại, được về ngưỡng đến sân tiên, được thấy cái cảnh bồng lai, được thấy cái cảnh giới này. Ngày sau đây cõi ta bà quá trở lại bồng lai tiên cảnh. Khi mình mất cái thịt này không có bao xa đâu, đừng có dòm trên này lồng lộng, không khó vậy đó. Đó ở đây nè. Vì thế thì chúng con về, các ông, các chị, các chú bà về gấp gấp đi. Không phải tu rồi mắc mớ gì mà mừng sĩ nói gì. Trên định rồi thì ta phải nói, phải cho quý vị hay, phải tạo cái chỗ này sau này là cái cảnh rất tuyệt đẹp. Dạ, thầy nói bị xa cảnh mà thầy. Đây là cái cảnh thiệt, cái cảnh tiên, cảnh núi rừng. Nói vậy đó, cảnh non tầng mà Đức Phật Thầy có nói nè. Đạo này thuộc nè, Kỳ Vân cư sĩ cũng thuộc hết cái gì. Nói vậy đó. Rồi, thì bây giờ phải quay trở về đây chứ. Đó, như vậy đó. Quý vị có nhớ không? Đạo Chính có nhớ không? Ở đây là liên đài và nơi cái đầu thiên nha, mà Đức Ngài đã sai mượn thì phải lâm xuống. Cô nhớ đọc lại đi, ở ngoài cảnh này những chữ nghĩa đó thầy không có thuộc đâu, chỉ nói ra đây là một cái đài đa na đó, cái này mà để mà nhắc nhở tất cả quý anh em của mình và trăm ngàn lại quý vị, chứ không phải tác dụng bao giờ đâu. Đó, như vậy thì bây giờ thì thầy phải có tiếp tục thêm một bài gì nữa vậy, thì thầy có cái bài lỡ nè, cái bài đờn nè, cái bài lô tô thôi. Nhưng mà nếu ra cái bài lô tô nữa thì quý vị đã móc túi ra đánh hết rồi, đánh kỳ này là dứt khoát luôn đó nha. Hồi xưa ra lục tỉnh đó nè, thầy cũng có đi nè, thầy đặt bài lô tô nói là móc tiền ra rồi con số nào ra là đặt hết rồi, ngày đấy nghèo rồi. Rồi cái bây giờ làm sao đây, bây giờ lỡ rồi ha. Bây giờ thì xin kính thưa chú quý vị đạo tâm băng tín đồ Phật giáo, bần sĩ xin đọc bài lỡ. Lỡ thương lỡ nhớ chưa lỡ sâu, lỡ đưa mà ba tánh chớ qua cầu sông mới. Lỡ trần hạ chán chê phải chịu, ta gắn đi chút xíu chứ ta hồi. Lỡ biển rồi lại lỡ đồi, từ đây mà lỡ hết ôi thôi còn gì. Lỡ thánh rồi lại lỡ suy, lỡ rồi quý vị nhìn đi cho tận tường. Lỡ làm gian lót đường cho chúng, lỡ vì phàm lem úng chưa yên. Lỡ thánh rồi lại lỡ, lỡ ta mà xuống thế nay về truyền núi non. Tờ đây lỡ mẹ lỡ con trai đất lăn tròn mình sống được không. Lỡ chờ lỡ đợi cho mình mong, lỡ ta mà làm tớ rồi không có tiền. Lỡ lý rồi lấy lỡ phiền, thấy ai mà căn Phật có biên ta mừng. Lỡ núi rồi lại chứ lỡ rừng, nào tao có nhớ nửa chừng làm chi. Lỡ nay mây giăng nguy khắp khởi, lỡ rồi trò thế giới suy di. Người cũng hắc phải vậy thì như ta không khác, ráng đi trong lòng. Lỡ thương giống thương dòng nước Việt, nợ nào ta cách biệt chia tay. Lỡ khi ở tận bồng lai bây giờ thầy đã lâm sai xuống trần. Lỡ xưng đạo sĩ bầm kiếp chó, tặng bà con nhỏ giọt bữa nay.
ráng tu tu mời tu hoài, ráng mài răng miệt có ngày thành thân. Lỡ nơi chốn hồng trần nở nặng, tôi gây rồi mấy kiếp biết ta chưa, lỡ gió rồi lại lỡ mưa, lỡ thầy cầm lái ráng đưa cho chuyến đò, lỡ hát rồi lại lỡ hò, lỡ dẹn nghe trò thì xin lỗi cả hai. Lỡ sông coi rồng bay phụng ma múa, miền thất sơn gạo lúa kia là vàng, sau này ma quỷ phục hàng mình quy trở lại chứ về làng thiên nhiên. Đặng thấy Phật lập miền như thế, hội tân dân vô kể nghe trò, có ông Di Lạc ngồi lo, ông cười cho thế khổ giàu tỏ tiền nhiều. Cười sao chẳng thương yêu nồng nhiệt, lỡ rồi con có biết hay không, ngày sau mớ hội công đồng, đưa người mà sáng suốt nâu sòng đưa lên. Lỡ rồi trò rỉ rên chi nữa, lỡ xuống đây mở cửa đại bi, thì ta phải ráng gấp đi một đêm mà thức dễ chứ đặng trí cho tường, lỡ gian hẹp con đường cũng lỡ. Lỡ quan dân sắp lỡ biển khơi, lỡ thôi sắp cả mỗi nơi, làm vì tồn tại chứ kêu trời than gian, thôi kính chúc đạo tràng an tình. Về mẫu đi để bệnh bồ đề, nghe lời bần sĩ đừng chê sau đây, rồi biết rồi kề rồi hay, ở phương đông rồi ở phương tây, bây giờ thầy đã chuyển xây năm đường. Đó là chia ra bài lỡ nhỏ thôi. Ngay bây giờ thì cái sức khỏe là một, thứ hai cũng già rồi, lớn tuổi thì ta cũng không được bao lâu đâu, sắp nướng như giò gà rồi, thấy không? Nói như vậy nè, nếu mà mình còn đó, mình cái thân già này mình còn cũng như cây giấm hương hay là cây trầm chắc vậy đó, ta đem về ta còn lưu lại. Còn nếu già mình như cây chuối đó hay là cây gòn đó, phớt dục bỏ, thấy không? Cho nên từ nhỏ cho đến già Phật không có chê cái cây rừng đó, nhưng mà phải chọn lựa để rừng trống trải cho những cây tốt đẹp, nó phượt tược, nó lên, nó chịu đựng qua ánh tiết sống còn đó, như vậy nha. Thì tất cả anh em của mình phải ráng cố gắng thôi, thương nhau đi, đùm bọc nhau đi. Dạ con thương vợ, con thương con thương tất cả quá nhiều rồi, nhưng mà cũng thiếu tình thương. Mình về đi để dệt tấm khảm tình thương. Còn nãy giờ thưa thầy, con tu bị ma quỷ rồi, mình chưa có áo giáp của Đức Phật, chưa có cái áo giáp của Như Lai. Nếu mình mặc rồi thì tên bay quả gửi bắn cũng không phụng, nơi chiến trường mà phải có áo giáp, chứ không có không được. Nói về áo giáp là mình phải vững chắc đại hùng đại lực, mình phải nói 1, 0, 2 phải tốt. Kiểm là mình mới thốt ra tốt không? Không tốt rồi, lấy lời đâu có được. Mình quăng cái này nè, mình lấy được nè. Còn mình quăng cái tiếng nói của mình, mà biết tiếng nói mình là gì không? Là linh hồn. Tiếng nói là mình là gì không? Là giọt máu của mình đó, thấy không? Linh hồn của mình đó, không phải tầm thường đâu. Ngọc ngà châu báu không đeo quan dục. Đi cái gặp người ta ở ngoài đường có nói chơi, mày có đi làm gì không về mày? Hỏi nha, cái cầu cho tôi nói, tôi mới làm ở trên kia kìa. Ngại nhiêu vậy? Thấy chưa, điều tra người ta làm chi? Mà mình không điều tra mình không lấy cái lý lịch của mình tránh để mình sử dụng, thấy không? Lạc quan chưa? Mình có linh quan, điển quan, thần quan, trí quan, mình có tâm, mình cũng có đó, tất cả. Nhưng mà mình đã quên đi rồi, mình kêu mình xin đi khắp tất cả. Cho nên Đức Quỳnh Giáo Chủ nói Phật tức tâm chứ có đâu xa, đừng tìm kiếm năm non bảy núi. Có nhiều gì tìm kiếm năm non bảy núi, cũng có gì không có tìm kiếm, bởi vì về ngay chỗ cái về ngay chỗ đồi thiên dân đằng, chốn sơn đài thầy ở đằng bao lâu, cảnh tiên vui thích không sầu, giọt bài rồi mưa không tạt đâu đâu nghe người, bỏ sơn tiên từ từ xuống thế,
bỏ nữ cùng đời rồi lập kế cứu dân. Ngày nay kẻ sợ người thần, tu đi rồi Phật dẫn về lần không sau. Mình tu niệm như hoa anh đào sắp nở, còn người sống hối được rồi là chịu trả nợ nhiều đời. Tỉnh đi trò đừng giảng chữ ăn nói, tỉnh đi đạo để nghe lời bần sĩ Việt. Có nhiều vị hiểu lầm đâu có biết, nhưng thầy đã lục lão trở lồi nước kiệt nhà tan. Về đi mảnh đất tí quan, mình khai mình thác thì mình trồng giống tiền. Tỉnh đi anh chị để về miền an lạc quốc. Tỉnh đi bớ đậu đồng tỉnh nữa đi, để xa vật chất phàm đời. Đem nó vô chi mà nó ở khắp mọi nơi, mình phải vĩ lu mờ gì thế đó. Điểm thanh tịnh thiền muộn mình ngẩn bó, để thì giảng trí cho đạo đồng rồi mở ngõ quyền không. Con ơi trời đất mênh mông, làm sao thoát được mãi lòng bây giờ. Đừng nghĩ một mình nhớ, như thầy đã giáo lý thi thơ. Mình mở ra cửa miệng có Phật trời chép biên. Nói chung không phải nói riêng, bần sĩ khổ sở nơi miền trần gian, bị điên rồi bị điếc chứ trên đàn. Giả thân mà mang một chữ pháp tràn quê đời, mặt há nhiều hư ít ổn. Tặng quy rò căn bổn quần lại, thì giờ phải tỉnh đừng say. Ở chi mà ở mãi, chứ ở hoài chỗ ở đây. Phải thức dậy đông tây nam bắc, để thưởng bàn thắt ngắt và chung đại cho ba tính trùng phùng. Đừng nghe sấm nổ đùng đùng tan sương, tỉnh trước đi về đường Phật đạo. Tỉnh mau đi được giáo cõi trời, bây giờ đừng thánh đừng dơi làm ăn. Có chút chưa chạy thời nó thôi, phải làm ăn đừng ngồi lì lộm. Mình biến lời như nộm làm sao, rồi mình nhìn thấp nhìn cao, nhìn kẻ sang giàu bị lại sinh xế. Bây giờ thầy còn một bài nữa, quý vị có đồng ý không? Có đồng ý nghe không? Hay là ngồi mỏi quá rồi thầy ạ? Bây giờ có bài lô tô thôi, vậy cái dịp của thầy đó, đờn lỡ lô tô. Từ đây sắp tới thế giới lung lay, thế một không hai ra bài rất rõ. Đừng muốn chúng mỏ giả dối nghe chưa, sống nắng tối trưa Phật chừa người thiền. Thầy không bậy chuyện nói với đạo đồng, gió bão cuồng phong từ đây sắp đến, không bờ không bến chắc chết hết rồi. Từ núi từ đồi ở đâu cũng ngập, ngôi trời còn sập thay đổi tất trơn. Trời chớ buồn hờn thua hơn chi nữa, có dơ thì rửa nhiều bữa sạch ngần. Ông đạo sĩ bận nỗi đâu có đo, không phải chim ó bay luyện la làng. Ráng nhớ bước sang thượng hoàng gần mơ, muôn đời muôn thở mới được gặp nhau. Ráng nhớ làm sao từ đây cho vẹn, đừng để hổ thẹn với hội mi rồng. Đền ơn tổ tông ông bà cha mẹ, đừng nên hẹ chồng vợ thủy chung. Để sống ngày cùng đùng đùng pháo nổ, coi qua gần trổ hỏi lại qua gì. Qua dạy vậy thì bên kia cũng trổ, qua tàn lễ độ qua Phật nở ra. Bần sĩ thiết tha rồi đây tha thiết, năm châu cũng biết các nước đại hùng. Mình đã phục tùng, mình ngu, mình dại, nhưng mà không bại vì hãy ráng lo. Mình biết kiếp đò sư ông đạo trưởng, thì mình ăn dưỡng hạt giống bồ đề, đặng ta đi về đặng kệ tiên Phật. Còn các
siêu bậc, nó đã văn minh khoa học đến mình cũng gần, cũng lấy vật học cũng thấy pha học cũng gần, từ sở tới tận ở đâu cũng có, đừng nên bỏ xó phải biết thiên cơ. Máy tạo hiện giờ đang xây đang chuyển, đang về cầu nguyện chim liền tung bay. Ở trong không này, ở ngoài không thấy, đồng tiền bạc giấy sao sẽ không còn. Đổ lại bà con đài non cũng rã, cái đồ cặn bã để nó làm chi, niệm Phật mau đi đặng gì sao chữ. Niệm rồi thách thử, lại hỏi lại mình đưa ra sân trình cỏ công không vậy, niệm Phật không thấy quá hời u mê. Nhờ Phật ta về đường tiên ta biết, niệm đi cho siết đồng đạo ai ơi, niệm mãi đừng lơ niệm hoài thì thấy. Bây giờ xa bẫy mà mình tính chưa, sớm nắng tối mưa ai chừa mình được, đáng gây cái phước gieo thọ phúc ân. Đây đạo sĩ bằng ngồi gần ba tánh, về đi tập ba tánh rồi lại lương hiền, bán ruộng bán điền đất đai bán hết, rồi là phải chết ôi hỡi đâu còn. Năm núi bảy non còn ôi phải rã, nợ kia rắn trả đi hạ chúng sanh, đừng giật đừng giành hôi tanh dữ lắm, về đi gọi tâm phúc chúc thành thân. Ta trở lại tầng cao miên chút nữa, không còn đứng giữa Nam Việt nói đâu, nói có trời thâu đôi câu chơi dối, nói tìm viền mối biết lối mà ra là con số 3. Kêu riết mà ra được con số 3, quý vị thấy không nha, chứ không phải là gì đâu. Về đi thầy cũng sắp sửa soạn để trở về, không ở đây nữa. Và chán thầy không có chán, chê thầy không có chê. Mà tại sao lại về gấp chứ vậy? Vì không ở nữa, ta muốn về cảnh tiền đất Phật, ta muốn trở lại nguyện chuyện Đức A Di Đà. Phật tổ có hứa chỉ 3 tiếng và 7 tiếng ta sẽ rước nhà ngư về an lạc quốc, là một. Thứ hai, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã có cho biết rằng tất cả các chị ráng tu đi, đắc kim thân tu thân, đắc kim thân tại thế, ngày cho quyển chuyển hết, già quá trẻ thành tiên, không phải già này mà thành tiên, nhưng mà chẳng đứng cái cơn già, già mất mát trí, già mất mát sức mạnh, già mất mát cái sự lưu nhớ, hay là cái những nặng nhọc này đó, đó vậy để tu, đó, chứ không phải là già mà quá trở lại trẻ, không phải vậy, đó, là cái tâm hồn và tư tưởng của các bậc già này, lý tưởng lắm, tốt đẹp lắm. Hãy nói ra là tiếng của Phật, của tiên, của thần, của thánh, xài sử dụng ánh sáng mới, cuộc đời mới, kinh lực mới, võ thuật mới, võ nghệ mới. Bây giờ quý vị có biết chiến trường súng đang nổ không? Chiến trường trong tâm của mình nó đang nổ bung vậy nè. Đi về có tính cái này, tính cái kia, tính cái nọ, soạn cái này, kệ nó. Mình về tới đó rồi hay. Bây giờ ở đây mà mình bắn cái tinh thần của mình đó, cái này nè, mình bắn đi về đó, thấy hào miếng không? Rồi sợ hào không? Rồi thương yêu quá, chiều chuộng có hào không? Hào hết rồi. Vì cái bình sạc điện này nó chưa đủ chuẩn nó mà mình xài quá đâu có được, phải vậy không? Tất cả các vị điện không nè, đừng xài nhiều nữa, tùy cơ ứng biến. Một chút lát nữa, nói về phàm đời thì bao nhiêu năm, còn nói về bên lý của trời đất của Phật thì chỉ có 3 ngày nữa thôi quý vị. 3 ngày là 30 năm đó quý vị. Một ngày của tiên, 3 đêm của Phật. Bây giờ chúng ta chịu cực nha, ngồi đây hồi nãy giờ như cực rồi đó, nực nội nè nha, nhưng nó đánh tan rồi. Cái tư tưởng quý vị cứ nhìn ngay bần sĩ để rồi nghe, rồi thương, rồi mến, rồi đem cái thân này để trở về để tu như không. Cho nên ông lão bần nè, bần sĩ vô danh đó, đây là ông lão bần táo bút. Ta đây chánh thật cái lão bần, đi xa đi gần rồi tần tảo làm chi, đi đây có
Hoàng thi giáo đạo đi, đặng coi hung bảo hồng trần. Đi xa rồi lại chứ đi gần, ta là ông đạo chứ sĩ bần đời xưa. Chiều nâng tóc mây mưa đầy dậy, ông rọi coi ông thấy phàm thu, thử coi qua tanh có tu hay là quần cuối gật ngủ bó tay. Rồi tới ông bán khoai sư trường, ta nhìn đi ông gượng chút tôi ghe, khoai thả nổi thả trôi kêu đi ba tanh xuống ngồi lửa mau. Lửa hết thải cả tàu khoai cũ, tiền túi không, không trả một đồng. Khoai lang bán hết túi không, còn ông mặc chiếc xà rộng bơi về. Cũng một ông làm hề làm kép, cũng một người qua kiếp tay sinh, nói cho bá tánh chưa làm lành, thương ông mà sư giả giật dành làm chi. Miệng kêu reo vậy thì khắp ba cả đồng đậu dầm sông nước mặn chứ ba ngày. Đặng khuyên ba tánh chẹn lai, ông còn ấy lại khe ghe phai lang sùng. Rồi buồn rồi tứ tung đi nữa, về làng kia đứng giữa buồn hiu, nghe dân khốn khổ réo kêu bệnh tình chất dịch mà sắp thiêu với cả làng. Ông ngoắt xuống các đoàn dông dài, mau xuống đây ông hãy cứu cho. Khoai lang sùng xỉu đem kho hay là đem đốt thành tro uống vào. Hết tất cả cả tàu cả xóm, thấy chưa người ghê gốm phép tiên. Cậy ông sư giải rất hiền, bơ đò mà bán chất lị phiền bán khoai. Hỏi lại ông ngày nay đâu nhé, về tà lơn ông ghé núi tiên không còn. Bơ lượng nơi miền chán cho trần hạ, ít hiền dữ hôi. Sao bạc bẽo như dối như vậy, ta già rồi không thấy hay không. Áo quần trần trượt không, không chỉ còn mặc chiếc xà rông tháng ngày. Đó là ông ghe chài đã chở, khoai lang sùng muôn thở tỏ chưa. Nhưng mà cứu được xóm mi chưa, cả làng chết dịch chất ôn tới giờ. Bạn phải làm giả khờ giả dại, coi hồng trần thắng bại ra sao. Bây giờ vô chốn đề lão chúng sanh mà bị diệt, chứ có nào tượng chăng. Mang giáo lý thì dân rất tuyệt, dạy trần gian không biết những gì. Thì đời không có nghĩ si, tộc cùng đâu có còn chi bớ trần. Này từ lão sĩ bằng ta bút, đặng đi tìm cúc nhục khắp nơi. Nơi thiệp chúng tượng nói chơi, ta quỳ ta lại Phật trời nổi điên. Ráng tu tịnh giữ hiền sao biết, ai điên khùng, ai siết, ai khôn. Sau đây danh nổi như cồn, ráng đi đồng đạo sát hồn. Ráng tu thoát khỏi diêm phù ngục thầm. Phật trời kia thông cảm biết bao, đừng nghĩ nay thấp mai cao. Mở đi cái quan khiếu đưa nào tin gì. Ráng niệm Phật tu đi quỷ đạo, hạnh từ bi đi giáo khắp trời. Niệm Phật sao được thánh thơi, lão bần báo niệm tuyệt vời. Xa xa đêm niệm Phật ngày mà ăn ủi, niệm Phật đi ít rủi nhiều mái. Niệm đêm thắng lụng canh
dài, ráng mà niệm Phật ta này ta kêu, ráng niệm Phật rồi chiều ta đời. Chốn sông buồn dịu dời biết bao, niệm Phật đừng nghĩ tài cao, niệm đi sẽ hết hàng rào quỷ ma. Về niệm Phật ông bà cô bác, đừng cầu xin Bồ Tát làm chi, mình cứ niệm Phật vậy thì phàm biến mất, chia ly dịu dời. Vì Phật ngữ vậy thời tâm tánh, niệm mau đi cu cánh phản hồi về nhà, niệm Phật đấy thôi, dù đi dù đứng dù ngồi niệm luôn. Về niệm Phật cội nguồn mới nhớ, đừng có bài triêu rớ niệm chi, nếu mình niệm Phật cách ly thì là mình được về thì Phật muốn. Về niệm Phật linh hồn trong sáng, đừng có đem Phật bán nghe trò, thì đứa con đến tự do, đi là bần đạo chuyện trò tình mai. Nhìn rừng núi lá lại còn lặng, anh em mình sống đặng bao lâu, thầy về quỳ lái thầy tâu tâu, thượng đế chưa rồi sầu biết bao. Chỉ một đêm mắt cầu ứa lệ, một đêm thôi xa bể ngọc, ngài cũng như từ phố Thích Ca. Bây giờ ta ráng tại nhà niệm tâm, ráng cố gắng âm thầm trong trí. Mình nghèo mà bố thí những gì, đem thân giáo đạo từ bi cúng dường cho Phật, thân thì của ta ngồi đi đứng niệm mà cho sang. Niệm làm sao xứng đáng con trời, thì là mắt lễ không dơi, sau này Phật lập cái đời tân dân. Mình được đến mình gần di lạc, mưa không phong gió tạc đâu trò. Niệm Phật mình được tự do, niệm Phật mình bước lên đò đạo tiên. Thôi niệm Phật đừng phiền đừng lụy, quyết thành tâm liễn trí cho thanh. Niệm Phật ai giật ai giành, ta như điên dại cầm đành làm thinh. Đặng có kiến nguyệt tinh soi rồi, niệm cho nhiều tranh khỏi phong ba. Phật từ hiện đạo thiết ra, bây giờ quý vị Phật đà đừng phai. Bây giờ kết cuộc trong một cuộc giảng buổi sáng hôm nay, thầy xin kính chúc lành hết tất cả anh em của mình, đồng đạo bốn phương và con của Phật trời. Và quý vị là Phật sống chưa có thành đó, là tiên không nè, nha không, để mất uổng. Một hơi cái nghe kia khiêng đi rồi, một hơi nó mới ăn tổ tiếu rồi chết rồi, khiêng về còn ngậm tổ tiếu. Đó, rồi một vị đó mới vô gặp thầy nè, đâu có ai xa đâu, nhưng mà về chết, nó chết từ cái thúi, cái cánh phổi nó chết lên tới cái lưỡi, nó chết hết cái họng này, ăn hết trơn luôn, là con gì ăn vậy, thấy không? Ừ. Nhưng quý vị đó cũng người tu đó, ở ngoài thấy là ban trị sự của bên Cao Đại, đội mấn rồi này kia nọ ha, nhưng mà trong có không? Ừ. Ta xét giấy tờ đưa trong móc ra, chứ không phải ở trên này là móc đưa đâu à, như vậy. Thì bây giờ quý vị thấy chưa? Trời ơi, tu mà sao vậy? Này, cái nghiệp lực là nghiệp lực. Tội là tội, nghiệp là nghiệp, mình tu hết. Mình tu nghiệp lực mới mòn. Quyết tu chánh đáng không còn đâu dân. Tu cho chánh đáng, phải làm được. Nói chết, chết, sống, sống, không tha cái gì hết. Bác ái thôi, chứ còn có vị tha là tha cho những người hiền hậu, ta lỡ tay, ta lâm nhầm. Còn quỷ ma phải đem ra pháp trường trừng trị, để lập quốc, để chúng ta nắm vững biên cương sơn hà xã tắc của nước Việt Nam, sau đây đứng đầu của thế giới. Quý vị đi đi, đi đi rồi sẽ quay về cái sở người tệ, sau sẽ hiệp chung. Thôi thì xin kính chúc lành ở tại đầu thiên, quý vị về mạnh giỏi và cố gắng không? Niệm Phật đó không có tốn tiền gì á, phải cố gắng niệm nha, đừng có bỏ quên uổng lắm nè. Thầy ơi, sao thầy nói đổi rồi con không thấy gì? Đổi rồi còn gì nữa? Đổi từ từ, thay từ từ. Cái nhà mình cũng vậy, nó rinh ra đậu cái này mua cái kia, sống là mới được cái nhà nguyên. Thì bây giờ quý vị thấy mình thay đổi gấp, mình biết cái bánh xe của Thượng Đế nè, sẽ đứng lần lần bán nè, quay nè, thì chính mình chạy trốn, chính mình lân la nhảy với ruột nhảy cho nào kia, mình đưa đầu thì cán nát, mình đáng chịu không? Thực tế nó vậy chứ không có gì đó. Dừng tay lại hết đi,
nó con sợ đói, không sợ. Con chim kìa, nó bay trên cành nó có sợ đói không? Nó làm chỗ này nó kiếm con sâu dưới đất nó mồi mồi nó mổ rồi. Đó, sợ bệnh, sợ chết, sợ mang cái tội mà đem đi đó chứ cái đói này cũng có sợ đâu. Nói vậy đó, dạ, vậy là thách trời sao? Không phải thách trời, nhưng mình còn đi làm, mình còn đi mừng mướn, mình còn đi lụm bọc, mình còn đi giữ em ở đợ, chị biết, thấy không? Thờ mộc thở hồ, sau đó bụng, ta mừng 100, bà cho con xin 5-70 thôi. Còn này mình nói, mới 100 mình đòi 120, 150 thì mình nhịn đói, nói vậy đó. Mình hạ mình chịu đựng cái sự khổ của mình. Để mình nhập vai, mình trải tấm khảm tình thương cho tất cả mọi người đền tựa thì ai người ghét mình đâu. Mày mố mà có gì kêu cái người này là cái người này ăn rẻ. Có đúng không? Thì tại mình nguyên nhân, mình không tha thứ, mình bất chấp, mình biết trả cho đúng còn hơn nữa. Nhưng mà từ từ coi cái cuộc hành trình mình làm như thế nào, ta thưởng mình ăn không hết. Ráng cho tôi đi, đừng xưng bá đồ dương, đừng nghĩ ta là thành tiền Phật, không có thành gì hết á. Kỳ này nói xin lỗi tất cả các vị cao tăng trưởng đạo cũng vậy, hàng hàng lớp lớp các ông sư trưởng sư già cũng vậy, nằm chờ đợi Đức Di Lặc Phật Vương chấm điểm. Cộng lại coi, ông sẽ về Phùng Hoàng Sơn mấy năm ông thành Phật, ông sẽ về núi Cấm này, ông sẽ ở đâu địa nguyệt nào. Hay là còn một tháng nữa, một năm nữa thì Phật đã hiện tiền trên mây. Bây giờ là tiếp phim rửa ra sự thật, mình nghe Di Lặc kêu gian gian, con sẽ về núi Phụng Hoàng Sơn 3 năm con sẽ thành Phật. Đó là Phật chấm. Còn đây là một vị thay để khuyên, để nhắc, để cầu khẩn, để lại bái quý vị chứ không phải đâu. Đó. Nhưng mà cũng là Phật sống, cũng là Bồ Tát quý vị nè. Nếu không Bồ Tát quý vị đâu có đem tiền ra giúp đỡ. Thấy không? Hay là tặng người này, tặng người kia đâu có. Đó. Như vậy thì đất Việt Nam mình có phải hơn không? Hơn thì nhà Nam Phật quốc chúng ta sẽ đón chờ. Việt Nam sẽ có Phật, có trạng, có hết. Mình sẽ lấy tài liệu của tất cả các nước con em của chúng ta giờ này đang học trình, mình phải cho nó học cấp để nó đi bên kia, nó nhận cái phép, cái pháp, cái lịch sử bên đó để đem về Việt Nam. Cũng như mình đâu có phải Phật, mình Việt Nam mà ông Phật Ấn Độ, nhưng mình lấy cái pháp tu và cái lý của đạo Phật mình đem về, mình thành Phật Việt Nam. Việt Nam sau đây thành Phật nhiều lắm quý vị. Đã chia tay, anh này ở núi, anh này ở rừng, anh này ở biển, anh này ở chỗ này chỗ kia. Nhưng mà họp lại rồi đó quý vị thấy, cũng như ngày giải phóng miền Nam đó, có ai biết được, có ai biết được ông giải phóng không? Có ai biết được cái ông cộng sản không? Nói đại trong này xin lỗi. Nhưng mà tới chừng 8 giờ là ra như bông trắng vậy đó quý vị. Thấy không? Rồi người thấp, người cao, người là chính quy, người là giao liên, người là này kia nọ thấy hết. Còn bây giờ quý vị có thấy Phật không? Có thấy người tu không? Họ ẩn sĩ mất rồi. Nhưng mà cuộc hành trình mà trời long đất lở và cho phép rồi đó, họ ra như bông trắng. Núi nào, gì, chỗ nào cũng là cái chỗ tịnh nghĩa của họ hết. Người tu thần, người tu thánh, người tu tiên, người tu Phật. Rồi quý vị sẽ thấy họ mang hào quang. À, họ mang hào quang là mày đai đó, quý vị hiểu không? Họ đi ra, họ xuất thế cho quý vị coi. Thì mình thua rồi. Trời ơi, mấy năm nay mình chèo chống, mình cứ lo ăn uống sáng ngủ nghỉ chiều vụ hoành vụ chiếu cực quá. Thấy không? Rồi còn phải sức một ghẻ uống thuốc, uống men gội đầu gội cổ, chọn hay chọn dở, chọn cái nào tốt đẹp thơm tho nữa chứ. Tội gì vậy? Không, không chọn vậy đó. Nước trong ao đó phả phả lên rồi gội cái đầu về. Tới cơn bất loạn đó. Chứ bây giờ thì mình sung sướng rồi. Mình đã được cung cấp đầy đủ, nói là đời mạt tận, mạt hạ, nhưng cung cấp rất đầy đủ. Vì mình phải hưởng trong khoa học, chất lượng của nền văn minh. Nói dạ thôi, con tu theo Phật rồi, con không uống thuốc, có ông đạo đó. Thầy nhắc hoài nha, bạn của quý vị này nè, ông nói 3 đêm rồi, Bồ Tát hiện ra đứng. Nè, con đừng uống thuốc nha không. Để Bồ Tát cho con uống hết trơn liền pháp kỳ, 3 bữa chết. Kêu 3 bữa rồi 3 bữa nữa chết. Đó vậy đó, Bồ Tát cho uống thuốc nha, quỷ ma nó hiện đó, để nó cướp đi cái tâm linh của quý vị đó rồi. Nên mình nghe lời mình mê tín nó bị đi đi, tim, nhịp tim nó hở bao nhiêu rồi mà Bồ Tát cho uống thuốc. Không, Bồ Tát là một cái vị hương vị rất là cao cả. Nhưng mình phải hòa nhịp, mình phải hòa trang, mình phải hào quang phản chiếu, nhập lại thì Bồ Tát mới là đến linh ứng cứu mình. Con nay không thấy sáng suốt gì, mặt tấu đen à. Điển quang không có, linh quang không có, thần quang không có, khí quang không có.
sao tâm linh cũng không có. Thì ai nhận mình? Mình muốn nhận gửi mình vô công ty phải đầy đủ giấy tờ, nhưng mà có thiếu rồi, thật cho anh thử thách nghề ra làm rất giỏi, sự biến chế đó họ sẽ đưa mình vô. Thấy quá giỏi rồi, thôi xóa cái này đi, làm lại giấy tờ khác, có hiểu không? Mình tu có một, nhưng mình rất là thông, rất tốt đẹp, Phật cho thêm 10. Không, cái này nói thiệt. Bần sĩ nó dối quá, nó dốc quá. Hồi đó kỳ dân điều tra lắm. Trời ơi, hay nói vậy, thì nói dốc lắm mà. Ta nói đó, được, nhận đi, nói dốc và nói cao, đi lên núi có cao không? Dốc không kìa. Chừng nào nó láo, nó sực, nó xảo, nó ngôn, nó đừng nói. Còn nói dốc cứ nói nha. Bần sĩ dạy con dốc là cao, nói cho đúng, cho thẳng, cho ngay. Dù cái núi nó cao quẹo, nhưng có dốc dài, mình cũng ráng mà leo lên đi. Như thế, thôi, thầy xin cúi đầu, cảm ơn tất cả quý vị. Hồi xưa đó, hãy mà tạm ngưng, không cho ai mà để vỗ tay. Bây giờ hai bàn tay mình sung sướng vô cùng rồi. 1, 2, 3. Tại sao vậy? Mừng ngày gần mở hội hôm qua. Mừng ngày mình sẽ gặp thánh nhân, về gặp anh em, chị em. Đi đến đây sẽ gặp tất bật từ xưa của mình đã trở lại. Đừng chê đứa con nít, nó là con vua bận áo vua, sải ở chùa phải quét lá già.